Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Bây giờ thì Lý Hùng sẽ dẫn cả nhà đi một cái ngôi chợ rất là cổ ở Long An ha, chợ Cần Đước. Và nghe như anh Sơn là người con của Long An nói thì có rất là nhiều những vị khán giả Việt Kiều ở phương xa thì rất là thích xem những hình ảnh về ngôi chợ. Dạ không, không có gì hết, con quay chơi đó ạ. Tại vì nguyên một đoàn các anh em nè, anh Sài Gòn ngày nay, anh Vĩnh Long TV, bên đây anh Nam Việt, đây người con của Long An. Rồi bên đây nữa chị chào Việt Nam, chị Liên. Các anh em đi nên là mọi người thấy hết hồn không biết chuyện gì đang xảy ra. Bây giờ mình có chờ bạn Nhã không hay là đi luôn ra chợ cá? Ai có số đâu không? Đi đổ xăng. Nhã đi đổ xăng. Một xíu anh ra cái có một người đón là được rồi. Wow, hơi bị ngập lụt đây. Dạ, quay chơi thôi cô ạ. We'll be right back.